xin mến chào cô chú anh chị mình. Biết cô chú anh chị mình đã quay trở lại với video của em nha. Hôm nay thì anh Mỹ đi làm đêm tiếp cô chú anh chị à, nhưng mà chạy từ trong bờ ra ngoài này á cách tầm khoảng 7 hải lý. Nhưng mà trời, chú anh chị mình nhìn xem nè, trời chạy giá nó lắc chao quá cả nhà. Ói luôn. Thực sự mà nói mà chạy ra chịu không nổi luôn, nó nhầu. Em không biết vì sao luôn cả nhà. Trời hôm nay dắt thổi luôn. Hôm qua thì nó đỡ nha, hôm nay thì thổi kinh khủng luôn. Lắc thuyền nhỏ á cả nhà, thuyền nhỏ chạy ra lắc á mệt lắm. Thôi chắc chờ sửa soạn lặng thôi cả nhà. Nói chung giờ này thì cô chú anh chị mình nhìn nè, mặt trời xuống rồi. Giờ này chắc em nghĩ khoảng tầm 6 giờ kém đó. Cho em xin ngưng nha, để dọn chén ăn cơm, tranh thủ làm luôn. Chứ giờ này cái đầu mình nó quay quay á cả nhà, nó bị sóng nó lắc á, cái đầu mình nó quay quay rất là khó chịu luôn. Hôm nay hai anh em Pháp lặn cái khu vực ở ngoài tàu. Khu vực ngoài tàu thì từ trong bờ chạy ra khoảng tầm 6 hải lý đến 9 hải lý. Hôm nay thì em với anh Mỹ lặn với cái độ nước thì khoảng tầm 12 mét, tương đương vài sải tay thôi cả nhà. Hôm nay nhảy xuống em thấy nước trong nè. Hôm nay thì hai anh em lặn những cái khu vực có độ trà nha. Đây, nhảy xuống em đã phát hiện ngay cái đoạn rồi nè. Rồi, để em xem thử coi thử có cá nào hay không. Đá này, đây là bà con ngư dân người ta sáng xuống nha cô chú anh chị. Đá với những cái sọt và những cái mây ghe, họ là những bao lá dừa. Tại mùa này thì ở chỗ em chưa có kết dừa nha. Em phát hiện được một con cá này. Nếu mà tới mùa rồi á, bà con ngư dân người ta sẽ kết lá dừa với bao xuống để cho những cá về ở nha. Đây em phát hiện thêm một con nữa nè. Hình như là con cá này em chưa biết tên nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào biết thì comment xuống dưới cho em biết luôn. Em phát hiện ra được một con cá kình nè. Lặn mấy cái điểm gốc trà này thì chủ yếu là đi săn cá của chú anh chị à. Ốc, ghẹ đồ cũng có nhưng mà rất là ít luôn, hạn chế hơn. Nhưng mà cá thì nhiều. Em chạy ra ngoài phát hiện thêm một con cá kình nữa nè. Giống loài cá kình này chỗ em chắc có lẽ là mua vài chục ngàn một ký. Thịt của nó ăn cũng rất là béo nha. Cả nhà mình nhìn xem nè, em có gặp được một con cá bò hòm nè. Cá bò hòm này thì em lại thích ăn luộc với nướng. Cá bò hòm này thì em bên Mỹ thì chủ yếu là bắt lên để luộc ăn nha, chứ không bán cho thương lái đâu. Tại vì ăn cái thịt nó rất là ngon luôn. Chạy ra ngoài thì em có phát hiện được một con bạch tuộc này. Bạch tuộc thì chỗ em hay gọi là mực giá nha cô chú anh chị mình. Bạch tuộc này thì giá cả thì nó hạn chế lắm, khoảng tầm cho mấy chục ngàn một ký thôi, nó nằm giá chết luôn rồi.
Ồ, em phát hiện được một con mực lá này. Mực lá này thì em thấy rất là ba bi luôn. Chủ yếu ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Chứ em không bắt nha. Em phát hiện được một con ốc muỗng này. Trong loại ốc muỗng này thì cái thịt của nó rất là mềm. Nhưng mà giá trị của nó thì cũng được vài chục ngàn một ký. Ồ, cô chú anh chị, mình xem kìa. Em chạy tới chỗ này phát hiện được một con sứa này. Sứa này thì ở chỗ em hay gọi là sứa vô nha. Sứa này thì cũng rất là độc. Sứa này thì mấy anh em thợ lặn sợ nhất là tô đầu đó cô chú anh chị. Tại vì nó nằm lưng lửng trên mặt nước á, nhiều khi mình chạy mình không gặp á, mình đụng vào. Nếu mà đụng ai mà đụng vào cái trán á của chú anh chị thì nó hay bị lột cái da da lắm và sưng rát rất là đau đớn luôn, nó sưng to lắm nha. Thật sự mà nói thì con sứa này em thấy cũng rất là độc luôn. Cái đầu của nó thì không ngứa nhưng mà cái đuôi của nó này của chú anh chị đó, những cái như thế này nè, mấy cái này nè rất là ngứa nha, cô chú anh chị tắm đừng đụng vào nha. Em phát hiện được một con cá bò này, con cá bò da, con này đủ tiêu chuẩn để em chỉ rồi nè. Mấy cái con nhỏ thì em không chỉ nha, em chỉ lựa những con tiêu chuẩn để chỉ thôi. Đó, nó to đến cỡ này nè. Cá bò này thì giá trị của nó cũng rất là cao nha. Anh Mỹ nói cũng trăm mấy 200 ngàn gì một ký đó, nhưng mà cô bác người ta rất là thích ăn luôn. Ô, một con nữa nè, cá này thì chỗ em hay gọi là cá bò da này. À, em nói nhầm nha, con cá bò lá. Con hồi nãy màu trắng á, thì con cá bò da, nhưng mà cái con mà có màu sắc như thế này á, chỗ em hay gọi là cá bò lá này. Giá trị của nó cũng bằng nhau luôn cô chú anh chị à. Bà con thì người ta rất là thích ăn luôn. Em được thêm một con cá kình nữa nè. Giống loài cá kình này thì chỗ em hay gọi là cá giò nha. Cá kình này ăn rất là ngon. Ồ, cô chú anh chị nhìn xem nè. Chỗ này được một đống cá bò da luôn. Cá bò mini nè. Ồ, một con cá bò hôm kia. Ồ, anh Mỹ không vẽ chụp hộp rồi. Ồ, em lại được một con cá kình nữa. Có cá kình thì chỉ vào thôi, tại vì lặn những cái gốc trà thì chủ yếu là đi chỉ cá nha cả nhà. Đây được một con nữa nè. Mấy cái con này khoảng tầm ba ngón tay của em, có con thì khoảng tầm ba ngón giữa. Chỗ này em có được một con cá rợp này, chỉ luôn đó. Mấy con cá này thì em lấy lặn gốc chả thì em chỉ hết nha. Cá dợp này cũng rất là béo luôn của chú anh chị à, nhưng mà có tháng nha, tháng này em thấy chưa được béo cho lắm. Ồ, ở ngoài cát mà cũng có cá bò da này của chú anh chị rất là nhiều luôn. Đây, nhỏ nhỏ như thế này thì em không chỉ nha, nó còn bé lắm. Con nào mà to 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 hơn cái bàn tay của em mới chỉ, còn mấy con này còn bé lắm, nhỏ nhiều lắm cô chú anh chị à. Chắc em nghĩ mùa Nam nó sẽ lớn thôi, mùa Nam từ khoảng tháng 5 đến tháng 6, tháng 7 mới lớn nha. Ô, cô chú anh chị, em phát hiện chỗ này được hai con ghẹ luôn kìa, thấy nó nằm nè. Ô, một cặp luôn, wow tuyệt vời. Tại vì lặn ghẹ thì phải chạy ra ngoài cát của chú anh chị à mới gặp nha, còn ở trong những cái gốc chả thì không có đâu. Wow, to. Hai con này to chà bá lửa luôn cô chú anh chị à. Hai con có vẻ như là một con ghẹ trống thì ghẹ một rồi, còn con ghẹ mái thì ghẹ hai. Với em thì phân biệt ra nha, nó cũng có tên gọi luôn, một con ghẹ so với một con ghẹ nhà. Wow, con ghẹ trống này càng rất là dài luôn, to nữa. Rồi em cũng đã băng được hai con rồi nè. Đây cô chú anh chị này, phe cả nhà mình một chút nha, coi thử cái to hay không nè. Nó to tương đương bằng cái mặt của em luôn. Ô, một con cá bò hòm nữa nè cô chú anh chị. Ô, tự nhiên pha đèn nó chạy tới nè.
Wow, cá bò hòm này em thấy rất là hay nha. Cái dãy của nó mình luộc lên đó của chú anh chị mình, nó sẽ mấy cái dãy của nó hình như là nó có một cái lớp như như là một cái hình vuông vậy. Khi mà mình luộc luộc chín rồi nó sẽ nát ra nha. Nhưng mà thịt của nó ăn rất là thơm luôn, với lại cái gan của nó ăn rất là béo. Cầu mong mà đêm nào cũng có nhiều nhiều quá cô chú anh chị, mình về luộc ăn rất là ngon luôn. Được một con cá kình nữa nè. Hôm nay hai anh em đi lặn những cái gốc trà em thấy cũng có cá dai 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 này. Đây thêm một con cá kình nữa cô chú anh chị à. Nó nằm nè. Mấy cái con cá kình em thấy thì ban đêm thì nó hay nép vào những cái đống lưới này. Đây là lưới của bà con người ta quánh bị đứt này. Họ là những nép vô những cái sọt đá, mấy cái cục đá, họ là mấy cái sọt của chú anh chị. Cá kình thì em thấy hay nép vào lắm. Một con nữa này. Một con cá rượp chạy ra ngoài cát này của chú anh chị. Cá rượp thì em thấy chủ yếu nó nằm ở ngoài cát thôi, còn cá kình đó thì em thấy nó nằm trong những cái đoạn sọt trà nha. Đây một con cá kình nữa này, hình như là có vẻ như là những con cá kình nó hay ở những chỗ nào mà dơm dát hoặc là đá, em thấy nó hay ở như vậy đó cô chú anh chị mình. Còn những con cá mà như cá rượp cá đồ đó, nó chỉ nằm ở ngoài cát thôi. Ô chỗ này em xiên đôi luôn nè. Phía trước em là anh Mỹ kìa, hình như có vẻ như là anh Mỹ cũng đang chỉ những con cá kình kìa. Chỗ em thì chủ yếu hay gọi cá gì lắm cô chú anh chị à. Cái tên gọi cá gì là thời xưa rồi, thời của ông bà trước á, người ta hay gọi cá giò nha. Chứ bây giờ thời bây giờ thì nhiều khi mấy lúc năm mấy năm trước á cô chú anh chị, một số người ta kêu cá kình đó, em không biết con cá kình luôn, em chỉ biết cá giò thôi. Ai nhè mấy chú nói em mới biết là cái con cá kình nha, chứ thật sự thời trước thì em chỉ biết là cái tên cá giò thôi. Em biết thì chắc chắc khoảng tầm 4 năm 3 năm gì đổ lại thôi cô chú anh chị. Ô chỗ này em xin được hai con nữa nè. Có cá kình ban đêm thì chỉ rất là ngon luôn. Tại vì em thấy cá kình thì nó chủ yếu đi bầy đàn thôi, ít khi mà đi hoài ba con lắm của chú anh chị. Cá kình thì em thấy làm món gì ăn cũng ngon hết cả nhà. Luộc cũng được, luộc của bánh tráng ăn cũng rất là ngon nha. Nướng cũng ăn cũng ngon, mà nấu hành ngò ăn cũng ngon. Em thấy cá kình đầu mùa rất là béo luôn. Ấy cha cả nhà. Ồ, chỗ này em phát hiện được một bầy cá ngát luôn nè. Ồ nó nằm kìa, nguyên một đống luôn. Ồ, như đang phải vài chục con nha. Mày chỉ luôn cô chú anh chị à. Cá ngát này mà có lưới bao rất là ngon luôn, nhưng mà không có lưới thì chỉ vài ba con thôi. Chủ yếu là chỉ lên em về vào nhà ăn nha cô chú anh chị. Ồ, em chỉ được một con rất to luôn nè. Chỗ này em thấy có một con mực lá này. Ồ, con này đủ tiêu chuẩn chỉ này. Rồi mấy cái con cỡ này á cô chú anh chị, em chủ yếu là chỉ lên luộc ăn cơm nha. Tại giờ phi á 12 giờ 11 giờ á, đói á, rồi bắt đầu mình sẽ làm một son để ăn nha. Được một con cá nữa này. Ồ, cá này thì em vẫn chưa biết tên nha cô chú anh chị mình. Em có gặp được một con ốc mượn hồn.
Ban đêm thì em thấy đi lặn những gốc trà thì toàn gặp mấy con này nhiều nha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị à. Nó hay mượn những cái vỏ những con sò con ốc á chui vào như thế này lắm, có vẻ như là con này đang đi kiếm ăn nè. Ô cô chú anh chị mình nhìn xem cái kia, chỗ này em được một con cá ngựa siêu to luôn, một con cá ngựa gai đây. Ô công nhận nha, những cái gốc trà mới á cô chú anh chị nó hay sót lại những được vài ba con cá ngựa như thế này lắm nè. Nếu mà những cái gốc trà mà người ta chưa lặn á thì không có sót được mấy con cá ngựa này đâu, lâu lâu thì sót một con như thế này ngon nha. Con này chắc là khoảng tầm thương lái mua khoảng tầm 100k đấy cô chú anh chị, nếu mà ai mà mua về ngâm vũ thì giá trị của nó lại khác hơn, tại vì thương lái mua lúc nào cũng dễ hơn người dân hết. Đây to đến cỡ này nè cô chú anh chị, wow một con như thế này được 100k rồi, rất là mừng luôn. Chỗ này em thấy có một con hải sâm nè, một con hải sâm này rất là to luôn, có vẻ như là hải sâm này ở chỗ em thì người dân người ta không có mua, cũng chưa có lặn bao giờ nên em cũng chả biết tên con hải sâm gì luôn, rất là to luôn cô chú anh chị à. Đây nè, wow lần đầu tiên thì nói chung em lặn thì ít khi gặp lắm, chỉ từ khi lặn những cái độn trà mới gặp những con này thôi, chứ còn ở ngoài cát thì không có nha. Em thấy những con hải sâm thì hay ở dạng hơn, còn ngoài cát thì hiếm lắm, không gặp luôn. Ô một con mực nang đi, kiểu nó nằm ở phía trước em kìa. Ô có vẻ như là có con mực nang này đang kiếm ăn nè. Con này cũng không to nha cô chú anh chị, con này khoảng tầm vài ba lạng thôi. Ô tính ra cái con này chỉ lên luộc ăn cơm luôn nè. Có vẻ như là mấy cái độn trà ở ngoài tàu này em thấy có cá kình này cô chú anh chị, hôm qua thì mấy cái gốc trà trong á thì không có nha, nhưng mấy gốc trà trên cao đây thì em thấy lại có cá kình này. Ô một con cá bò lá nữa nè, ô hai con chỗ này luôn cô chú anh chị à, đây một con nữa nè, wow tuyệt vời, chỗ này mà được hai em rất là ngon luôn. Nhiều nhiều khi mà nó đi bầy đàn á cô chú anh chị, cá mấy con cá này hay đi bầy đàn lắm, nhưng mà chắc có vẻ như là đã làm hết rồi, chỉ còn sót lại vài ba con thôi, không còn nhiều nữa. Đó to to như thế này đã lắm. Nhìn cá bò lá này rất là đẹp luôn. Em lại phát hiện một con cá kình nữa nè, hai con luôn, xuyên đôi luôn nè. Xuyên đôi như thế này thì cho nó nhanh nhặt cô chú anh chị, chứ mình xuyên một con thì em thấy cũng rất là lâu luôn. Một con sinh vật lạ này cô chú anh chị, con này thì em chưa thấy bao giờ nha, rất là nhỏ bé luôn nhưng mà nhìn nó rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị ơi, một cái gốc trà mới nữa nè, chỗ này cá kình quá trời luôn. Đây này nó nằm nè, chỗ này khoảng tầm cả 10 con đấy, mười mấy con gì luôn. Nhiều nhiều khi mà mấy gốc trà nó nằm ít ít như thế này cũng chưa gọi là nhiều nha cô chú anh chị. Em chưa gặp bao giờ mà gặp cá kình một cái chỗ nào mà nhiều cả, như như thế này là em thấy đã nhiều rồi, tại vì mấy mấy gốc trà kia em thấy cũng vài chục con thôi chứ không có nhiều. Có khi nào mà bầy đàn mà hút một cái vợt như thế không cô chú anh chị, một cái vợt như thế thì rất là nhiều nha. Cái vợt đó em chắc em nghĩ đổ vào khoảng tầm một xô xô mấy đấy, nhưng em thấy chỉ mấy cái chỗ gốc trà ở chỗ em á rất là ít cá kình luôn, nhưng mà cá kình thì con nào con nấy thì rất là to, khoảng tầm ba ngón mấy đổ lại thôi, không có to nữa nha. Một con cá đốc nhím này,
Cá lóc này thì chỗ em cũng rất là ưa chuộng, rất là thích ăn luôn. Nhưng mà em thì bên Mỹ thì không bắt nha. Mấy cái con này bà bắt về luộc ăn, nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà em bên Mỹ thì không bắt. Chỉ chủ yếu ghi hình cho cả nhà mình xem. Ồ, rất là to luôn. Em thấy con cá lóc này cô chú anh chị, khi mà mình đụng vào nó sừ mấy cái gai của nó lên rất là bén luôn, nhìn nó quậy chứ bén lắm, đụng vào là nó châm mình liền. Cái gai của nó mà là xếp xuống á, thì mình đụng không sao nha, khi mà cái gai của nó xù lên á, mình đụng là nó đâm lũng bao tay của mình luôn. Chỗ này em có phát hiện được hai con ghẹ đang giao phối tiếp này. Ồ, không nhận nha, đêm nào mà cũng gặp ghẹ giao phối luôn của chú anh chị mình à. Chắc có lẽ là về đêm á, ghẹ bắt đầu sẽ giao phối để sinh sản nha. Đây của chú anh chị này, hai cái yếm của nó góp lại vào nhau này, nhìn rất là đẹp luôn. Cái con ghẹ xanh đó của chú anh chị, cái con ghẹ mái trắng á, con nào cũng rất là to, còn cái con ghẹ mái thì rất là bé nha. Mấy cái con này thì em không bắt nha cô chú anh chị mình. Ồ, cô chú anh chị nhìn này, chỗ này em có phát hiện ra được một con cá mú rất là to luôn. Đây nó nằm này, wow, nó lội vô vào trong hang rồi, có vẻ như là chỗ này có mấy cái hang luôn cô chú anh chị à. Đó, em thấy nó lội vào trong này này, một con cá mú này rất là to. Đây là những cái gốc trà mới nha cô chú anh chị, một đêm thì làm khoảng tầm 6-7 gốc trà gì đó, chứ không phải là một gốc đâu. Con này rất là to nha. Nó chạy vào trong đây nè. Rồi em ra tín hiệu này cô chú anh chị, để cho anh Mỹ lại. Anh Mỹ thì cũng có lên trên thuyền đem cái cây súng mà em đã bỏ đầu tiên này. Tính ra thì em bỏ theo súng cũng không có phải là một vấn đề sai lầm nha. Em bỏ theo cây súng này cũng một rất là trùng khớp luôn. Hôm nay được một con cá mú rất là to luôn. Ui, nó lại kìa, nó nằm trong cái hang kìa cô chú anh chị. Rồi nó nằm trong này nè, cái hang hồi nãy em mới thấy nó chạy vào trong đây, đang dội thử nha. Cá mú mà ở trong hang á cô chú anh chị, mình phải dùng súng bắn nha, tại vì mình dùng chĩa thì không xi nhơ gì đâu. Hình như là có vẻ như là em đã phát hiện nó nằm ở cái đầu chỗ này nè. Đây, đó, nó nằm ở trong cái hốc nhỏ đây nè cô chú anh chị. Hình như là anh Mỹ cũng đã thấy rồi hay sao nè. Cầm súng dễ ăn hơn, mấy con cá mú to to như thế này á cô chú anh chị, súng mà mình bắn một phát là dính liền luôn. Nhưng mà chỉ mình chỉ có thể mau sảy hơn nha. Hai anh em đang tìm kiếm này của chú anh chị này, để kiếm cái cách nào mà ô, hình như có vẻ như là anh Mỹ đã bắn rồi, có vẻ như là anh Mỹ đã bắn trúng được rồi hay sao rồi nè cô chú anh chị. Cuối cùng thì cũng lo ra được cho nè cô chú anh chị mình nè. Ô, con này rất là to luôn. Đây anh Mỹ đang chuẩn bị lo ra này, anh bị bắn chính xác luôn, bắn vào đầu rồi của con cá mú luôn. Ồ, quá đã luôn. Đây, ồ, con này khoảng tầm gần 2 kg đấy cô chú anh chị mình. Ồ, nó to đến cỡ này mà. Đây nè cô chú anh chị này, nhìn đã chưa. Ồ, đã nha, đã nha. Wow, một con này thôi mà cũng được vài trăm nghìn rồi. Ừ, quá đã luôn, tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình. Lâu lâu thì một đêm mới được một con như thế này thì thật sự mà nói thì em cảm thấy rất là mừng luôn, chứ không không phải đêm nào cũng có đâu cô chú anh chị mình. Wow, nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Thank you.
Ui, có chết vậy? Phía trước em được hai con cá bò luôn kìa. Wow, quá quá đã luôn. Một con cá bò, có vẻ như là hai con cá bò lá luôn cô chú anh chị à. Anh Mỹ có chỉ được một con rồi kìa. Để em chỉ con này nè. Rồi, dính luôn. Đã, lâu lâu được vài ba con thôi, không có nhiều nha. Một gốc khoảng tầm một hai con, hai ba con gì thôi cô chú anh chị à. Nếu mà một cái cốc trà mà nhiều nhiều quá đã lắm. Cả nhà nhìn mình xem này, cái không khác gì như một cái dao phay luôn. Đã lắm, mấy con này mà đủ tiêu chuẩn to hết rồi. Một con cá ngát này. Con này không đi bầy đàn của chú anh chị à, em thấy lẻ loi có một con thôi. Em cũng chỉ luôn. Ban đêm thì đi săn cá thì rất là ham. Cá thì nhìn đã lắm của chú anh chị à, còn như ghẹ đồ chạy thì rất là mỏi chân nha. Một con cá bò nữa nè cô chú anh chị. Một con cá bò da. Con này thì đủ tiêu chuẩn luôn luôn nè. Đó, cả nhà mình thấy to, mấy cái con to như thế này em mới chỉ nha. Còn nhỏ quá thì thôi, không chỉ đâu. Ôi trời. Cô chú anh chị mình xem kìa, chỗ này thật sự mà nói cá bò nhỏ nè. Wow. Nguyên một bầy luôn cô chú anh chị à. Khá là tiếc luôn. Nếu mà một bầy mà to to thì rất là mừng luôn, nhưng mà chỗ này một bầy rất là nhỏ luôn. Ôi rất là tiếc nha cả nhà. Có vẻ như là hiện tại em thấy cá bò nhỏ sinh sản rất là nhiều luôn nè. Một con mực ống nè cô chú anh chị. Từ sớm tới giờ mà em mới được một con mực ống nè. Có vẻ như là em thấy người dân người ta đánh mực ống hết rồi cô chú anh chị à. Lâu lâu mới sót được một con to to như thế này nè. Vào một đêm như thế này mà chỉ được một con thì cũng không ngon cho lắm nha cô chú anh chị mình. Wow, một con cá bò ra nè. Một con cá bò lá cô chú anh chị à. Ô, nó nằm sát dưới mặt đất luôn. Con này to. Wow, đã. Con này to chà bá luôn. Bò lá với bò da thì em thấy nó to y như nhau luôn nha. Nhưng mà cái con bò lá thì cái đuôi của nó rất là to luôn. Còn cái con bò da cái đuôi của nó thì rất là bé. Một đêm mà bắt khoảng tầm mười mấy hai chục con thôi thì rất là ngon. Lại là cá bò con nữa này cô chú anh chị. Trời ơi, chỗ nào mà em thấy cũng gặp luôn. Nhiều những cái gốc trà ở trên này thì toàn thấy cá bò rất là nhiều luôn cô chú anh chị mình à. Nó nhỏ như thế này thôi. Quá đã luôn. Mấy con này mà gặp bầy đàn lớn lớn như thế này thì rất là ham luôn á. Nhưng mà chỉ mấy con nhỏ như thế này thôi. Chỗ này em có phát hiện được một con cá lóc mú nè. Con này rất to nè. Con này khoảng tầm ký mấy. Mấy con này thì em không bắt đâu cô chú anh chị à. Chắc có một số thì cô chú anh chị cũng rất là thích ăn mấy con này đúng không? Nhưng em thì không bắt nha. Tại vì em thấy mình không biết cách làm á cô chú anh chị, nên em không dám bắt vào nha. Chứ mà em mà biết làm thì em sẽ bắt vào làm đem về ăn. Cá này thì mấy chú ăn nói rất là ngon, em cũng đã từng ăn rồi, nhưng mà em thì không biết làm. Chỗ này em thấy có một con ghẹ đang lủi xuống dưới cát này. Có vẻ như là ghẹ ban đêm như thế này mà không bò lên thì con này hình như là đã ăn no rồi cô chú anh chị à. Nó mới lủi xuống dưới cát như thế này nè. Chứ thật ra thì em thấy ghẹ ban đêm hay bò lắm, nhưng mà con này tự dưng lại lủi xuống dưới cát như thế này. Nhiều khi mà mình chạy ngang qua sơ ý của chú anh chị, mình khó để nhận dạng ra nha. Phải nhìn cho kỹ mới nhận dạng ra được. Còn mấy con mà bò lên trên cát thì mình dễ thấy rồi. Lâu lâu thì được một con như thế này cũng ngon. Tại vì ghẹ ở chỗ em á của chú anh chị rất là có giá luôn. Ghẹ loại 1 thì 400k, 400-500k gì đấy.
ghẹ này thì không tới loại một nha, khoảng tầm ghẹ nhì thôi. Chỗ này em phát hiện ra được hai con cá bò da này, một con thì đủ tiêu chuẩn rồi, mới là một con chưa đủ kìa. Con này đủ tiêu chuẩn thì em sẽ chỉ này, còn con này chưa đủ nha. Mấy cái con cá bò này thì chỉ vào bán rất là nhanh luôn. Còn như chẳng hạn như mà chỉ cá kình, cá dợp đồ của chú anh chị vào trong bờ bán rất là lâu luôn. Tại vì cá bò thì một số của chú anh chị xem video đã đặt trước rồi. Còn như những con cá kình này thì em nghe anh Mỹ nói thì vợ anh Mỹ đem lên chợ để bán nha, bán cho bà con ở quê ăn. Còn như cá bò thì một số cô chú anh chị xem video đã đặt sẵn rồi, bắt vào làm là gửi đi thôi. Chỗ này em phát hiện có một con cá bò lá nữa nè. Ô, con này to chà bá luôn. Ô, cô chú anh chị mình nhìn màu sắc nó rất là đẹp ha. Lâu lâu một đêm mà lặn khoảng tầm vài chục con thôi thì đã đầy bội thu rồi cô chú anh chị à. Tại vì cá bò này được giá hơn, nó không phải như dạng những cá kình, cá này thì đem vào bờ là bán hết thôi. Thì em có nói rồi, một số cô chú anh chị mình đã đặt trước rồi, chứ đem vào làm là hết liền luôn. Mấy cái con cá bò này khoảng tầm vài ba lạng, có con thì ký ký mấy nha. Em được thêm một con sò mai này, sò mai xanh. Sò mai xanh thì giá trị nó sẽ cao hơn con sò mai sọc rất nhiều luôn. Ô, chỗ này em được một con ghẹ nữa nè, nó đang lủi xuống dưới cát kìa. Công nhận nha, những con ghẹ mà lủi xuống dưới cát như thế này á, em thấy thì rất là khó nhận dạng ra nha. Có vẻ như là ban đêm mấy con ghẹ này chưa bò lên nè cô chú anh chị. Nếu mà nó bò lên thì nó sẽ không lủi xuống dưới cát như thế này đâu. Em được một con ốc bông nè. Ô, từ sớm tới giờ mà mới được một con này cô chú anh chị. Ô, chỗ này em lại phát hiện một đống cá bò da nữa nè, khá là nhiều luôn. Ô, công nhận nha, cây nào em thấy cũng có luôn cô chú anh chị, chắc là nhiều. Ô, em có pha đèn anh Mỹ nè. Chỗ này em phát hiện ô ngọn nhà một con mực lá với ba con cá bò da. Ô, ba con rất là to luôn cô chú anh chị à. Wow, em gặp mà em pha đèn để anh Mỹ chạy tới nè cho anh Mỹ xem. Wow, tuyệt vời luôn. Ồ, hai con này to như thế này khoảng tầm 3 kg nè, còn con này hơi bé một chút này cô chú anh chị. Ồ, hai con ở dưới kìa to lắm, hai con đó khoảng tầm 3 kg, còn cái con này thì hơi nhỏ một xíu nha. Đây con này nè, nó lội ra ngoài này, con này em sẽ chỉ trước này, quá đã luôn. Ồ, thật sự mà nói mà không gặp được một bầy cô chú anh chị à. Nếu mà gặp được một bầy thì rất là ham, nhưng mà chỗ này thì chỉ có được 3 con thôi. 3 con to như thế này là rất là mừng luôn. Một đêm mà khoảng tầm 40-50 con hoặc là 30 con thôi, 20 con cũng được là đã vui rồi cô chú anh chị. Nè, con to này. Ồ, con này khoảng tầm 1 kg dữ. Con nào con nấy to đã lắm. Mà thật sự mà nói thì cũng rất là hên luôn cô chú anh chị à. Công nhận nha, tự nhiên lại cái cây cuối cùng mà được ba con cá bò da này luôn. Không, em cứ tưởng là đêm nay không có cá bò da to chứ, ai nhè cây cuối cùng mà gặp may mắn được ba con này. Wow, tuyệt vời luôn. Tính ra thì cũng được 2 con thôi cô chú anh chị à, 2 con to thôi, khoảng tầm 3 kg, còn con kia cũng giòn thôi chứ không được to nha. Đây em đang khe cho cả nhà mình xem này, cây này cũng đến giờ chạy luôn rồi, cũng rất là may mắn luôn cô chú anh chị mình. Hai anh em làm mừng hụt luôn, lặn cả đêm mà chỉ mong được vài ba con cá bò da to to như thế này thôi là đã mừng rồi. Ô, chạy ra cát thì em có gặp được một con mực lá này.
Wow, tuyệt vời. Mỗi con mật lá như thế này thì đã đủ rồi, đủ chỉ rồi. Cô chú anh chị à, chị đem về ăn chứ bán thì có vài ba con á, không có bán nha. Rồi cuối cùng thì cũng tới giờ lên rồi cô chú anh chị mình. Đây được hai con cá bò này. Thật sự mà nói thì cây cuối cùng rất là may mắn luôn. Rồi em cũng mời cô chú anh chị mình lên xem thành quả mà hai anh em làm được nha. Giờ này 2 giờ rồi cô chú anh chị mình. 2 giờ đúng luôn, gần 2 giờ đúng rồi. Rồi, cô chú anh chị mình xem đến đây cảm thấy hay cho em xin một like hoặc một nút đăng ký để ủng hộ em ra video nhiều hơn. Tại vì em làm thì nói chung cũng đi làm quay video thì cũng giờ thuộc vào thiền thôi cô chú anh chị. Nếu mà thiền anh Mỹ làm cá ít á thì ảnh sẽ biểu em đi sò nha, mà em không có đi quay được. Nếu mà thiền anh Mỹ mà đi làm có cá nhiều á thì em sẽ qua đi để quay chia sẻ những cái video video lặn những cái cốc trà cho cô chú anh chị mình xem. Xem đi hai anh em làm này. Ồ, quá trời là cá luôn. Đây đây có được một vàng cá lớn này của chú anh chị này. Chung hai anh em làm vỏn vẹn được vô đây thôi, lại một ít sò này với vậy với em được một con cá ngựa đây, một con cỡ này khỏi tầm 100k của chú anh chị à, 100k ha. Cái nhà mình thấy cái tay của em không, còn sống luôn. Cá ngựa này chú em hay gọi là cá ngựa gai nè. Nhưng mà cỡ khoảng tầm 8-9 giờ á, thì nó êm cho tới bây giờ luôn nè. Giờ này khoảng tầm 2 giờ sáng nha cả nhà. Nhất là hai
con này này cô chú anh chị mình này, thật sự mà nói hai con này khá là to luôn, hai con này 3 kg nha, phải ít đồng cả nhà. Được một đống cá bò đây này, cá bò lá này, đây gặp 3 con này cả nhà này, gặp 3 con đến giờ luôn này, hết giờ luôn, gặp 3 con. Nói thật sự mà nói thì cũng may mắn của chú anh chị mình à, tăng cuối cùng á thì được gặp 3 con này luôn à, chắc là may mắn luôn, sớm giờ không có, tự nhiên ba tăng gặp một tăng cuối cùng gặp rồi.